Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 14 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, với hoạt động của không khí lạnh, ngày hôm nay tại Bắc Bộ, thời tiết khô ráo và có nắng đang dần được thay thế bằng tiết trời nhiều mây, âm u, có mưa cùng nền nhiệt giảm dần. Trời chuyển sang trạng thái se lạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng nhiệt 29 độ. Nhiệt độ về đêm tại khu vực chỉ từ 20 đến 23 độ, trời lạnh. Vùng núi nhiệt độ từ 16 đến 19 độ và có nơi trời rét. Trên các mực khí quyển tầng cao, hoạt động của đới gió đông dày đẩy vùng nhiễu động gây mưa từ biển vào và khiến cho mưa dông nặng hạt hơn về chiều tối, đặc biệt đó là tại các tỉnh ven biển và đồng bằng như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định. Trong cơn dông thì có thể kèm theo cả các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật, nên người dân khi lưu thông thì cần phải hết sức chú ý đề phòng. Mưa dông sẽ xảy ra nhiều nhất trong đêm nay và ngày mai, sau đó thì sẽ giảm dần. Vào ngày hôm nay thì khu vực Trung Bộ cũng trong xu thế tăng mưa giảm nhiệt như tại khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sẽ tập trung chính cho khu vực từ chiều tối nay và kéo dài đến khoảng 2 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực có xu hướng giảm. Về đêm nhiệt độ phổ biến ở vào dưới ngưỡng 24 độ nên sẽ có cảm giác hơi se lạnh một chút. 24 giờ tới với địa hình đón gió đông bắc nên dọc các tỉnh thành ven biển, khu vực từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Phú Yên sẽ có mưa dông nhiều nơi với lượng khá. Đặc biệt là tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi có tác động thêm của hình thế gây mưa do nhiễu động gió đông nên khu vực này có mưa vừa mưa to, có nơi có mưa to và kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Các khu vực còn lại phía nam của Nam Trung Bộ, thời tiết tại đây cũng có mưa rào rải rác về chiều tối với lượng không nhiều. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Nằm ở tại phía nam của hệ thống gây mưa nên thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn khá ổn định. Những cơn mưa rào nhẹ chỉ xuất hiện tại phía Bắc Tây Nguyên với lượng không đáng kể. Chủ đạo vẫn là ngày nắng nhiều. Chỉ lưu ý một chút đối với các tỉnh ven biển khu vực miền Tây Nam Bộ thì mưa rào nhẹ cũng xuất hiện trên một nửa số trạm trong khoảng thời gian về chiều tối. Và cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, với sự xuất hiện của những cơn mưa thì ngày hôm nay sẽ không phải là một ngày lưu thông thuận lợi đối với người dân ở khu vực Bắc Bộ nói chung và tại khu vực thủ đô Hà Nội nói riêng. Vào thời điểm sáng sớm, những cơn mưa chỉ lác đác xuất hiện, thế nhưng nền nhiệt đã có xu hướng giảm nên mà khi lưu thông, quý vị vẫn nên trang bị thêm áo khoác cho trẻ nhỏ để tránh đổ bệnh do thời tiết thay đổi. Càng về thời điểm chiều tối thì mưa dông càng có xu hướng nặng hạt hơn và nền nhiệt thì tiếp tục giảm. Cùng chung xu thế tăng mưa khắp các tỉnh thành miền Trung, tại khu vực thành phố Vinh trong ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa. Mưa dông được dự báo sẽ còn kéo dài đến những ngày giữa tuần sau thì mới có xu hướng giảm dần. Nên trong những ngày tới thì Vinh sẽ không phải là một điểm đến du lịch lý tưởng đối với những du khách thập phương. Còn về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nhiệt độ tại đây tương đối thấp. Trong ngày nhiệt độ dao động ở khoảng từ 22 đến 27 độ. Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng cũng trong trạng thái mưa nhiều như tại thành phố Vinh. Trời nhiều mây và kèm theo đó là những cơn mưa rải rác khiến cho các hoạt động du lịch vốn là thế mạnh của thành phố này sẽ gặp phải gián đoạn. Về chiều tối ra đến ngày mai thì mưa dông sẽ còn có xu hướng tăng hơn nên những ngày đầu tuần các hoạt động tham quan ngoài trời hay là các chuyến thăm đảo sẽ bị gián đoạn bởi trạng thái mưa nhiều và biển động. Và cùng với mưa, thời tiết mát mẻ hơn khi mà nhiệt độ cao nhất ngày tại thành phố này sẽ chỉ phổ biến từ 28 đến 30 độ. Khác với Đà Nẵng, thời tiết lại thuận lợi hơn đối với thành phố biển Nha Trang. Do nằm ở phía xa của hệ thống gây mưa, tại đây thời tiết ban ngày vẫn khá khô ráo. Ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm nhẹ. Trưa chiều, nhiệt độ đạt khoảng 30 đến 32 độ, nên sẽ vẫn ủng hộ cho các hoạt động tham quan vui chơi ngoài trời của du khách. Sang đến ngày mai, mưa rải rác sẽ có khả năng xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên cũng không gây trở ngại nhiều đến sinh hoạt của người dân. Đến với thành phố Buôn Ma Thuột, đã bắt đầu bước vào giai đoạn ít mưa nên tại thành phố này giảm dần những cơn mưa rào. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động chăm sóc và thu hoạch cây quả của người dân. Ban ngày thì trời khô ráo, nắng vừa phải với mức nhiệt độ ổn định. Trưa chiều rơi vào khoảng 30 đến 31 độ và về đêm thì nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng nhiệt 20 đến 23 độ. Và ngày hôm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có nắng nhiều vào ban ngày. Về chiều tối thì mưa cũng ít khả năng xuất hiện, có chăng thì chỉ có mưa rào nhẹ cục bộ. Lượng mưa không đáng kể nên cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hay là sự kiện tổ chức ngoài trời vào buổi tối. Nhiệt độ trong ngày ít biến động, phổ biến trong khoảng từ 25 đến 33 độ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị sẽ có một ngày mới tốt lành.